Trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp Jean-François Giraud, đại sứ Cộng hòa Séc Michael Kraler và đại sứ Cộng hòa Singapore Simon Uwiquen đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp đại sứ Cộng hòa Séc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng trong thời gian qua, nhất là việc trao đổi nhiều đoàn ở cấp lãnh đạo quốc hội nhằm chia sẻ trao đổi những kinh nghiệm quý báu phục vụ việc nâng cao chất lượng xây dựng luật và đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lâu dài với Séc cũng như các nước bạn bè truyền thống là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát huy mối quan hệ quý báu này. Trong buổi tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp Jean-François Giraud, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai quốc hội trong những năm qua đã thực sự trở thành cầu nối và là kênh quan trọng tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Quốc hội Pháp, đánh giá cao sự tích cực trong hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội hai nước. Cảm ơn đại sứ đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy mối quan hệ này. Mong đại sứ sẽ tiếp tục thành công trong trọng trách mới. Tại cuộc tiếp đại sứ Singapore Simon Uwiquen, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước thời gian qua, hoan nghênh việc hai nước đã nhất trí về nguyên tắc thúc đẩy quan hệ hướng tới đối tác chiến lược. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên cần tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2013.